Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản. Mọi người tiếp tục video cần tay đây. Hôm nay có cần tay 7 máy thai nha mọi người, cần tay 7 máy thai hiệu NFT đấy. Rồi bây giờ giới thiệu cho cần cây cho mọi người nhé. Đầu tiên là cái cần này thì tem hãng gì thì nó mắc rồi, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái gần này thì khoảng cỡ 75-80% thôi, tại vì nó khá là xước xác. Đấy. Rồi. Đây, đọt này. 1 2 3 4 5 6 7 8 lóng nha mọi người, 8 lóng tất cả. Cái cần này dài 6 mét, thu vào là 88 cm, đường kính đột đỉnh là 0,9 ly, cân nặng là 410 g nha mọi người. Cần này số 1, giá 180.000. Số 1 180.000. Tiếp theo cái cần số 2. Cần số 2 là một cái cần của thằng Olympic nha mọi người, Olympic. Đấy, cần này thì lúc trước hình như là nó là cần có gắn máy, mà sau này nó mở máy ra nó làm cần tay luôn rồi nha mọi người. Mở máy làm cần tay này. Cái đọt nó cũng đổi thành cái đọt thủy tinh để làm cần tay rồi nè. Đấy, đọt thủy tinh đó. Ngày mai 2 3 sừng 4 5 6 6 lóng tất cả nha mọi người, 6 lóng. Đấy, nó đổ cái đọc thủy tinh để làm cần tay luôn. Chế tạo nhìn thích thú vị. Cái cần này dài 3,8 m, thu vào là 71 cm, đường kính đọc đỉnh là 1,5 ly, cân nặng là 240 g. Cái cần này số 2. Giá 200. Đấy. Cần chế rồi nhưng mà chế rất là xịn nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 3 là cái cần tay Shimano, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì 90-95% trở lên nhé, 95% trở lên luôn mới căng sờ ban. Đấy, đọc rồi. 1 2 3 4 lóng. Cái cần này dài 3 mét, thu vào là 1 mét, thu vào là 85 cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 1 ly, cân nặng là 140 g. Số 3, giá 140.000. Tiếp theo số 4. Số 4 là một cây cần tay. Cái cần này thì mắc tem rồi. Video này toàn cần tay thôi mọi người. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này thì 85-90% trở lên. Đọt mà. 1 2 3 3 lóng thôi mọi người. 3 lóng. Cái cần này dài 2,4 m, thu vào 88 cm, đường kính đọc đỉnh là 0,7 ly, cân nặng có 40 g thôi. Rất là nhẹ. Số 4. 80. Tiếp theo. Số 5. Số 5 nha. Năm là một cái cần hiệu gì thì không biết, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90% trở lên. Đọt nè.
một đoạn, hai đoạn, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy lóng tất cả nha mọi người, bảy lóng. Cái cần là dài 5m1, thu vào là 85cm, đường kính đột đỉnh của nó là 1 ly, cân nặng là 280g, giá 160.000, số 5, 160.000. Máy cày có túi này, quay sau đi. Tiếp theo, số 6 là một cây cần có cái tên của nó này, mọi người tự xem luôn. Đấy. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Hoa hình của cái cần này thì 90-95% được đây. Mới còn cần, sơn còn bóng. Đấy. Đọc. 1 2 3 Ồ. Cái lóng thứ 3 này nó bị đứt gãy gì trong này, người ta chêm nhát gì rồi nha mọi người, rút không hết này, rút không hết này. Đấy. 3 4 5 5 lóng nha mọi người. Đấy, mọi người để ý. Cần này dài 3m6, thu vào là 90 cm, đường kính đột đỉnh là 0,8 ly, cân nặng là 140g. Quay video mà ngáp luôn. Này cây số 6, 150.000. 6. Thôi cái cần này bán 120.000. 120.000 nha mọi người. Tiếp theo một cây cần tay Daiwa. Cần này thì chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này 90% trở lên. Đấy, đọt này. 1 2 3 4 5 6 lắm tất cả. Nha mọi người. Cái cần này dài cái cần này dài 4m7, thu vào là 96cm, đường kính đột đỉnh của nó là 0,9 ly, cân nặng là 240g. Cần số 7, giá 150.000. Số 7 150.000 nha mọi người. Tiếp theo số 8. Số 8 cũng cần tay chất liệu phíp, bây giờ không thấy tem rồi nên không biết hãng gì. Cái cần này thì ngoại hình của nó khoảng cỡ 75-80% thôi. Đọt này. Cái đọt này rút lên sao nó ngắn rồi ta. Đọt này không biết có bị thay cho mà mình thấy rút lên nó hơi bị ngắn. Đấy. Chắc đọt này mình nghĩ là chắc có khi là người ta thay cái đọt khác rồi nha mọi người, thay cái đọt khác rồi, nhưng mà đọt vẫn ok. Đấy. 2 3 4 5 6 6 lắm nha mọi người. Dài 4m5, thu vào là 99cm, đường kính đột đỉnh là 1,1 ly, cân nặng là 260g. Cây này cây số 8. Giá 100. Số 8 100 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 9. Rồi. Còn một cái tay mà nhìn cũng không ra chữ nữa. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng 80%. Đấy, đọc này. 1 2 3
tụi này hơi bị mẻ tí nhưng mà mẻ tí thôi không sao, mẻ là mẻ cái đầu xí này thôi không sao, nói chung bị mòn chứ không phải bị mẻ mà bị mòn. 3 4 5 năm lóng. Cái cần này dài 4m3, thu vào là 1m, đường kính đục đỉnh 0.9 ly, cân nặng là 160g. Cái này số 9, giá 130.000. Số 9 130.000 nha mọi người. Tiếp theo số 10 là một cái cần tay này, có cái tay này. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng 85-90% trở lên này. Đọt mà, khá là mạnh. Cái chỗ đốt cuối này, chỗ này người ta sao người ta dán keo đây, nó có cái độ mẻ mẻ đây, người ta dán keo cứng ngắc đây mọi người. 1 2 2 3 3 lắm nha mọi người. Bình thường ở chỗ này nó có một cái khuyên kim loại giữ cái chịu lực chỗ này nè, khuyên kim loại bây giờ nó mất rồi, người ta dán keo vào đây. Cần này dài 3m, thu vào là 1m07, cân nặng là 80g, đường kính đột đỉnh là 0.8 ly. Này này cây số chùi dâu mới ra anh em được sao ra em nhúng vào chùi sơ tao thấy ra chùi dâu đó. Cây này cây số 10, số 10 80. Cây số 11. 11 này cũng mất tem luôn rồi. Mờ tem nè, không thấy. Hàng gì? Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái gần này thì 85% trở lên. Này, hộp của nó đây. Mắt cứng, tạm biết coi. Ồ, phía sau này nè, phía sau này nó mắc cái nắp đít rồi nha mọi người, mắc cái nắp đít. Dễ vào. Ok. À vừa. Này tạm thời mình dán băng keo lại rồi mọi người về mọi người chế cái nắp su rồi đó nhé.
2 3 4 5 6 6 nha mọi người. Sáu lóng tất cả. Căn này dài 5m2, thu vào là 1m04, đường kính đột đỉnh là 0,8 ly, căn nặng là 240g. Đây này cái số máy rồi. 9. Thì à, số 10 nha mọi người. 10. Số 11. Số 11. 130. Tiếp theo số 12 là một cái cần có cái hiệu này đây. Corio. Cần này chất liệu là flip nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì 95% trở lên, nước sơn bóng đẹp. Đấy. Đọt cũng khá là cứng cáp nhé. 1 2 3 4 5 5 lóng nha mọi người. Cái cần này dài 4m4, thu vào là 1m03, đường kính đột đỉnh của nó là 1,7 ly, cân nặng là 280g. Cây này cây số 13, 12, 250 nghìn. Tiếp theo cây cần số 13 đây. Cần này thì mắc tem nữa mọi người, chất liệu là phíp. Hình của cây cần này thì 85-90% trở lên. Đọt, đọt khá là mạnh. 1 2 3 4 5 6 7 8 lóng tất cả nha mọi người, 8 lóng. Mình chắc cũng phải 6 mét hơn. Đây. Cần này dài 6m9, thu vào là 1m4 nha mọi người. Thu vào 1m4. Ủa. 1m4 được. Thu vào 1m04 nha mọi người. 1m04. Thu vào 1m04 chứ không phải 1m4 nhé. Đường kính đột đỉnh của nó là 0,7 ly, cân nặng là 660g. Cái này cây số 13. 300. 300 nha mọi người. Tiếp theo cần số 14. Cần này thì ngoại hình cũng rất là đẹp, với 95% trở lên nhé. Tem thì nó tróc cái tem đi rồi. Chất liệu là phíp nha mọi người. Này, đọc. 1 2 3 4 5 6 6 lóng nha mọi người. 6 lóng. Cái cần này dài 5m2, thu vào là 1m04, đường kính đột đỉnh 0,8 ly, cân nặng là 380g. Cần này số 14. Giá 230 nghìn. Q.
Tiếp theo cần số 15 là một cái cần Daiwa, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì 85-90% trở lên. Cái đọt có đoạn bu trên nó gãy một đoạn tí. À không phải gãy, không phải gãy ra. Vẫn còn cái đoạn gắn đầu bu đây luôn. Đấy, cột cước ra đây nha. Không có gãy gì cả. Nhìn nhầm. Đấy. Một, hai, ba, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Cần này cũng bị cái nắp đít phía đít này nó bị vỡ cái đáy rồi này. Mọi người về chế cái nắp xu dán vào đây. Cần này dài 3m6, thu vào là 1m12. Đường kính đột đỉnh của nó là 1,2 ly. Cân nặng là 120g. Cần này số 15 80 15-80 nha mọi người. Tiếp theo cần số 16. Cần này thì cái này không phải cái cần mọi người. Đây không phải cái cần. Ở đây là cái vật. Đây là cái vật nha mọi người. Cán vật. Cán vật. Nó có hai chuẩn này. Chuẩn gắn cái cán vật nhỏ thì bỏ cái nấu cái cốt này vào. Đấy, còn lại không thì dùng thẳng như thế này. Nó nguyên zin của nó như thế này. Cái này là đi kèm thôi nha mọi người. Cái này đi kèm, mình mua kèm thôi. Đấy, mình gắn luôn vào đây cho mọi người. Nó về thế nào mình đi cái đấy luôn. Vào trong này thì nó chuyển cái ray nhỏ hơn, ray xưa hơn. Đấy, cán vật. Ôi, sao chỗ này nó cứng vậy ta. Chắc đoạn này nó thế thôi. Đoạn này đúng rồi, xích rồi. Ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn. Năm đoạn tất cả nha mọi người. Năm đoạn tất cả. Cái cán vật này dài 4m1, thu vào là 1m04, cân nặng là 810g nha mọi người. Số 16. Giá 300. Tiếp theo số 17 là cái cần DFT. Cần này lúc nãy mình nói là dài 7m2 đây. Cần này dài 7m2. Đọt của nó này khá là cứng cáp nha mọi người. Mình thử xem nó bao nhiêu lóng. 1 2 3 4 5 6 7 lóng mọi người, 7 lóng. Cần này 7 lóng. Cái cần tay NFT dài 7m2, thu vào là 1m4, đường kính đột đỉnh của nó là 1,9 ly, cân nặng là 840g nha mọi người. Cái cần này số 17 là 400. Tiếp theo cái cần số 18 đây. Cần này chất liệu phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì 95% trở lên. Đấy, đọc 1 2 3 4 5 5 lóng nha mọi người. Cần này dài 4m5, thu vào là 1m04,
Đường kính đột đỉnh của nó là 0,7 ly, cân nặng là 180 g. Số 18, 160 nghìn. Số 18, 160 nghìn. Tiếp theo, cây cần số 19. 19 là một cây cần hiệu gì thì cũng mắc tay mọi người. Cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng cỡ 85-90%. Đấy, đọt 1, 2, 3, 4, 5. 5 lóng tất cả nha mọi người, 5 lóng. Cái chỗ này người ta quấn băng keo cầm cho nó khỏi trơn tục thôi nha mọi người, nó không bị sao cả, quấn keo cầm cho nó khỏi trơn tục thôi. Cần này dài 4m8, thu vào là 90 cm, đường kính đột đỉnh của nó là 1,1 ly, cân nặng là 230 g. Đây này, cây số 19, giá 100. 19 giá 100 nha mọi người. Tiếp theo, số 20 là một cây cần trúc ráp khúc nha mọi người. Cần trúc ráp khúc. Đấy, đột là cần trúc ráp khúc. Đây, sẽ ráp thử sơ qua cho mọi người xem. Còn trúc ráp khúc này có 4 khúc. Ok. Cần này dài 3,5 m nè, thu vào là 1 m, đường kính đột đỉnh của nó là 1,3 ly, cân nặng là 140 g. Giá 150 nghìn. Số 20. Cắt 50 nghìn nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giùm mình số điện thoại bán hàng đó là 0854 à, nhầm 0786 555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Mọi người mua hàng thì mình sẽ ship code, đơn hàng từ 200.000 trở lên là mình sẽ ship. Và một lưu ý bắt buộc đó là mọi người trước lúc nhận hàng bắt buộc phải mở ra kiểm tra hàng xem có bị lỗi trục trặc hay là sai sót gì không, bị bể vỡ gì do vận chuyển đồ hay không nha mọi người. Đấy, là thông báo lại cho bên người bán là mình để có cách giải quyết. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp đã nhận hàng xong rồi mới thông báo nha mọi người, kể cả khách quan khách không quan gì cũng thế, để mất lòng, nói tiếp để mất lòng nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.